Xin chào mừng quý vị đã đến với kênh Tang Lễ Martino của chúng tôi. Thì trong video này, Tâm xin được phép giới thiệu về sản phẩm quan tài gỗ hương kiểu Đài Loan ngoại cỡ đặc biệt được sản xuất tại xưởng của Martino. Vì đây là cổ quan tài được yêu cầu đặt đóng riêng nên có độ dày thành là 6 phân. Vì những loại hòm vuông thông thường chỉ 3, 4 hoặc tối đa là 5 phân. Tiếp theo đó là phần đáy, nóc và các chi tiết phụ đều được làm từ gỗ hương Việt Nam. Gỗ hương là loại danh mộc gỗ quý thuộc nhóm 1A, cấm khai thác và mua bán. Chính vì điều đó nên số lượng gỗ hương có xuất xứ tại Việt Nam không còn nhiều. Đa số hiện nay thì mọi người thường sử dụng loại hương nhập khẩu hay còn gọi là hương ba nút, được nhập khẩu từ châu Phi. Loại này sẽ không có mùi và màu đặc trưng như loại gỗ hương Việt Nam. Bên cạnh đó thì chất gỗ xốp rất dễ phân hủy, dễ tự hoại khi ở dưới môi trường lòng đất. Và vì sao thì các loại gỗ nhập khẩu không có chất lượng bằng gỗ ở khu vực Việt Nam? Vì Việt Nam có khí hậu gió mùa, rừng Việt Nam có thổ nhưỡng cằn cỗi, nên để một cái cây phát triển lớn lên để khai thác nó thì mất rất nhiều thời gian, thậm chí lên cả hàng trăm năm. Nhưng ở vùng nước ngoài thì đất đai họ màu mỡ, thì những cây thân gỗ chỉ mất một khoảng thời gian ngắn là có thể khai thác được. Cùng một chủng loại cây, nhưng chất cây ở Việt Nam khác, chất cây nhập khẩu khác. Nó tương tự như là chất lượng gà nuôi thịt công nghiệp và gà ta thả vườn là như vậy. Nên hiện tại, để mua được một cổ quan tài làm từ gỗ hương Việt Nam là rất khó, không dễ đâu quý vị. Nhưng tại Tang Lễ Martino thì chúng tôi luôn cam kết và khẳng định chất lượng gỗ của mình là gỗ hương 100%, có xuất xứ từ Đắk Lắk, là nơi có chất gỗ tốt nhất và đẹp nhất tại Việt Nam. Và như cổ quan tài ở trước mặt quý vị đây là loại quan tài gỗ hương có chất từ Đắk Lắk. Thì quý vị có thể thấy là vân gỗ rất đanh và đẹp, các thớ gỗ có chiều sâu và chắc nặng. Bên cạnh đó thì cổ quan tài này cũng tỏa ra một mùi hương nhẹ đặc trưng của gỗ, nên đây là điều mà không có một loại gỗ nào có thể so sánh được. Và đó cũng là lý do mà gỗ hương được dùng nhiều trong các ứng dụng đồ gỗ thờ cúng mang tính chất tâm linh. Và độ bền của gỗ hương khi an táng dưới lòng đất thì lên cả hàng trăm năm, nên đây là một cái ngôi nhà chắc chắn cho người thân của quý vị khi qua đời. Và tại sao thì ở Tang Lễ Martino của chúng tôi luôn khẳng định mình là nơi sản xuất quan tài gỗ hương chính hiệu? Vì bản thân của Tâm là một người rất yêu thích loại gỗ này, Tâm nghiên cứu và sưu tầm từng thanh gỗ từ nhỏ cho đến lớn, với mong muốn mang một sản phẩm chất lượng và giá trị cho những vị khách hàng của mình muốn làm những điều tốt đẹp cho người thân khi qua đời. Vì thật sự Tâm thấy có rất nhiều khách hàng bỏ ra một số tiền lớn với mong nguyện là mua được một cổ quan tài giá trị xứng đáng với số tiền mình bỏ ra, nhưng rồi chỉ nhận được những sản phẩm không đúng. Vì chúng tôi biết rằng rất ít khách hàng của mình am hiểu về gỗ, họ chỉ nghĩ rằng bỏ ra một số tiền càng nhiều thì đồ càng tốt. Cái điều này thì nó chưa chắc đúng hoàn toàn. Vì nếu như họ hiểu về gỗ rồi thì chắc chắn sẽ tự mua gỗ về đóng chứ không mua hàng có sẵn. Hiểu được điều đó thì nên tại Tang Lễ Martino của chúng tôi cam kết là mua gỗ nào bán gỗ đó và tuyệt đối không lừa đảo khách hàng của mình. Nên nếu quý vị có nhu cầu dành cho người thân của mình một cổ quan tài gỗ hương xứng đáng và chất lượng thì hoàn toàn có thể yên tâm và lựa chọn tại Tang Lễ Martino của chúng tôi. Vì Martino là một đơn vị chuyên cung cấp tang lễ trọn gói uy tín nhất miền Nam Việt Nam.